đừng tiếc like và comment khi xem video này. Con giáp này trời sinh tốt số, sau 35 tuổi, tài lộc đại phát, giàu sang khó ai bằng. Có nhiều người vận số tốt, nhưng phải đến thời điểm nhất định mới phát. Cùng xem khi bước sang tuổi 35, ai là những con giáp phát tài hiếm có khó tìm nhé. Một là người tuổi Tý. Người tuổi Tý vốn thông minh lanh lẹ, có chứng kiến riêng của mình, lại thêm khả năng sáng tạo vô cùng tốt. Dù là làm ăn bất cứ chuyện gì, con giáp này cũng cẩn trọng chu đáo, có kế hoạch riêng của mình, mỗi khi gặp khó khăn đều có phương án xử lý hiệu quả. Đó có thể là phương án đã được chuẩn bị từ trước, có thể là tuổi Tý tùy cơ ứng biến. Trời sinh tốt số, tuổi Tý đúng là con giáp phát tài nếu đi theo con đường kinh doanh buôn bán. Trong chuyện làm ăn, con giáp này tỏ ra là người vô cùng nhạy bén và sắc sảo, cũng có gan mạo hiểm, dám nghĩ dám làm, không để mình phải lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Theo lịch vạn niên, tuy số mệnh tốt như vậy, nhưng con giáp này cũng cần phải chờ thời thế. Nên thường thì những chú chuột cần chờ đến sau tuổi 35 mới có được những điều mình muốn. Về bản mệnh, chớ nên sốt ruột mà cần kiên định với con đường mình đã chọn, từng bước tìm ra hướng phát triển cho sự nghiệp của mình. Để vận mệnh ngày càng thêm thịnh vượng, bạn có biết 7 nét tướng mạo phát tài, ai có thì cả đời sung túc. Hai là người tuổi Hợi. Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có khí phúc vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem lại may mắn đến cho những người xung quanh, ngày càng thêm hương vượng. Có người tuổi Hợi trong nhà, gia đình lúc nào cũng có may mắn đến nhà, con đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông và thuận lợi. Cả đời chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Một điều may mắn không thể nhắc đến mà không phải con giáp nào cũng may mắn có được, chính là đường nhân duyên của người tuổi Hợi cực kỳ tốt. Họ có nhiều bạn bè, khi nào gặp khó khăn cũng có thể an toàn thoái lui nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè. Song ông trời không cho ai tất cả, tuổi trẻ cũng có thể gặp sai lầm. Những chú Hợi cần phải tích lũy kinh nghiệm theo năm tháng, từ từ trưởng thành, chờ tới khi bước sang tuổi 35, làm gì cũng dễ dàng thành công, tài lộc đầy nhà. Ba là người tuổi Thìn. Dù sinh ra trong gia đình như thế nào, những chú rồng đều không để mình bị nhạt nhòa. Họ không cần dựa vào ai mà dựa vào chính sức mình làm nên tất cả, tạo dựng nên một cuộc sống mà mình mong đợi. Hơn thế nữa, trời sinh vận trình tốt đẹp nên người tuổi Thìn còn có được quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp cho bước thăng tiến về công danh sự nghiệp được thuận lợi hơn. Bản mệnh tìm được đúng hướng phát triển của mình, tiết kiệm được thời gian và sức lực, không phải tốn công vất vả đi đường vòng. Từ sau năm 35 tuổi, con giáp này có thể đạt được đến đỉnh cao của cuộc đời, chẳng những tài lộc bùng nổ mà còn có thể trưởng thành và trở thành người đại phú đại quý, giàu sang khó ai có thể sánh bằng. Hãy cùng xem tử vi tiết lộ 4 con giáp đổi mệnh đại gia phát lộc phát tài trong 5 năm tới là những ai nhé. 4 là người tuổi Tuất. Xem tử vi người tuổi Tuất vận số cực tốt, chẳng những có thể chiêu tài chiêu lộc mà còn có thể chiêu phúc khí. Đây cũng là con giáp phát tài phát lộc, có thể đem lại may mắn cho những người xung quanh. Bản thân họ không ỷ vào vận số của mình mà vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng hết mình trong suốt cuộc sống. Cũng chính nhờ thế mà tài lộc trong đời họ sinh sôi nảy nở không ngừng. Vốn chỉ có một thì nhờ công sức bỏ ra mà tăng lên gấp trăm ngàn lần. Từ tuổi 35 trở đi, vận trình tài lộc của con giáp này có thể đạt đến cực điểm, giàu có vô cùng. Gia đình cũng vì thế mà có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ viên mãn. Xem tử vi tháng 10 2018 về dương lịch, top những con giáp xui xẻo bổ vây, làm gì cũng thất bại ê chề. Theo dõi tử vi tháng 10, những con giáp này gặp đủ mọi khó khăn trở ngại trong công việc, thất bại cứ thế nối tiếp nhau không ngừng. Một là người tuổi Thìn. Xem tử vi khoa học, người tuổi Thìn trong khoảng thời gian này khó khăn vây hãm, làm gì cũng không được thuận lợi, công việc chồng chất, bản mệnh nhiều lúc muốn giải quyết cho xong mà lại có sự cố xảy ra, đành phải chịu cảnh lực bất tòng tâm. Bản mệnh chịu quá nhiều áp lực từ công việc của mình, khiến cho tinh thần bất ổn, không tìm được hứng thú,
càng không có ý tưởng gì mới mẻ, đã tiến hành những kế hoạch mới, cứ loanh quanh trong ao nước tù. Tử vi tháng 10 cho thấy vận trình công danh sự nghiệp sa sút đến cực điểm, có khi bỏ ra nhiều công sức mà chưa chắc đã được hưởng thành quả. Chẳng phải do tuổi Thìn làm không tốt, mà đơn giản là chưa đủ may mắn, thiếu phần nhạy bén nên thất bại cứ thế nối tiếp nhau đến. Hai là người tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi thì có lẽ chuyện khiến bản mệnh đau đầu nhất trong khoảng thời gian tới có lẽ là những tin đồn thị phi bủa vây, khiến cho uy tín của con giáp này sụt giảm nghiêm trọng. Có câu cây ngay không sợ chết đứng, nhưng quả thực lần này bản mệnh đã phải sợ hãi. Dù chẳng làm gì có lỗi, chẳng làm gì nên tội, nhưng khi mọi chuyện đều chỉ về con giáp này, tuổi Mùi có giải thích thế nào cũng chẳng thể nào hóa giải được những hiểu lầm do mọi người đã mặc định đó là sự thực. Hãy thử học cách đối diện với thị phi theo lời cổ nhân. Những dự định trước đó với công việc của bạn gần như bị hủy bỏ hoàn toàn, không còn ai đặt hết lòng tin vào bản mệnh như trước nữa. Con giáp này thất vọng nhưng vẫn không ngừng cố gắng, bạn tin rằng thời gian sẽ chứng minh cho mình tất cả. Còn với kẻ tiểu nhân giáp tâm hãm hại người kia, bản mệnh dù có biết mười mươi là ai cũng đừng quá kích động mà đánh mất lý trí. Nhiều chuyện cần phải bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. Nếu thời cơ chưa đến thì chớ nên manh động, không để cho kẻ xấu biết được suy nghĩ của mình mới là thượng sách. Giấu tài là một trong những phương án tốt nhất để đối phó với kẻ tiểu nhân. Hãy giữ tâm mình trong sáng, từ từ giải quyết từ việc, chuyện đâu sẽ vào đó. Ba là người tuổi Tỵ. Xem tử vi tháng 10 2018, có nhiều chuyện không may mắn cho lắm xảy ra với người tuổi Tỵ. Con giáp này phải chịu đựng cảnh thảm khốc trong công việc, chẳng được một phút yên lành. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến cho bản mệnh hoa mắt chóng mặt. Thực sự thì tuổi Tỵ có nhiều kế hoạch muốn thực hiện, nhưng cứ hễ có ý định bắt tay vào làm là lại bị cản trở. Chỉ ứng phó với những vấn đề bất ngờ phát sinh thôi cũng đủ để cho con giáp này bực mình không lúc nào ngơi tay. Về bản mệnh cần có tâm đề phòng, nếu không kẻ tiểu nhân có thể thừa lúc bạn mất cảnh giác mà đặt bẫy, chỉ chờ bạn sụp đổ mà thôi. Và các mối quan hệ xã giao có thể là thế mạnh nhưng cũng có thể là điểm yếu của tuổi Tỵ. Khi mà con giáp này không đủ tinh tế để phân biệt rõ ràng đâu là bạn, đâu là thù, hãy thử nghiệm tiêu diệt tiểu nhân với các mẹo phong thủy đơn giản nhất. Trong chuyện hợp tác làm ăn, đừng tùy tiện thấy ai ngỏ lời cũng đồng ý. Có những thứ không thể vội vàng. Đối tác không chỉ là người góp vốn, góp ý tưởng, mà còn là người sẽ cùng mình làm việc để tạo ra thuận lợi. Nếu chọn phải người có ý đồ không tốt thì thiệt hại tất sẽ thuộc về mình. 4 là người tuổi Dậu. Theo dõi tử vi tháng 10 của 12 con giáp, khoảng thời gian này người tuổi Dậu có điềm báo tiểu nhân cực kỳ rõ ràng về bản mệnh có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo trong công việc. Chính vì luôn có tiểu nhân ngăn cản trên con đường đi đến thành công, tiểu nhân không ở đâu xa mà ngay ở gần cạnh bạn của người tuổi Dậu. Con giáp này cần đề phòng ngay cả những người đồng nghiệp, đối tác xung quanh mình. Bản mệnh gặt hái được nhiều thành công, được cấp trên trọng dụng hay đơn giản được gọi là người xung quanh tán thưởng. Tất cả những điều đó đều có thể khiến bạn trở thành đích ngắm của kẻ tiểu nhân. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất làm gì cũng phải thận trọng, đừng tùy tiện quyết định chuyện gì. Cũng đừng mang ý tưởng, kế hoạch của mình ra chia sẻ với mọi người xung quanh. Tai vách mạch rừng là có thật. Nếu muốn thành công thì cần phải khiêm nhường lặng lẽ một chút. Tuổi Dậu càng khua trương, càng khoe khoang thì càng dễ trở thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân, làm gì cũng khó khăn thất bại, chẳng có gì là lạ. 5 là người tuổi Thân. Theo tử vi 2018, tháng 10 dương lịch này không phải là thời điểm của người tuổi Thân tiến hành những công việc quan trọng, nhất là trong vận trình công danh sự nghiệp đang tràn đầy những dấu hiệu xui xẻo, càng phải thận trọng hơn. Về bản mệnh không tìm thấy hứng thú trong công việc, chán nản và thiếu sáng tạo, thiếu đi sự nhiệt tình hào hứng. Thế nên dù có cố gắng thì cũng chỉ là cho có lệ, không thể tạo ra được sự đột phá nào đáng kể. Đặc biệt điều này có thể ngăn cản bước tiến của người tuổi Thân khi mà những cơ hội thăng tiến hay phát triển sự nghiệp cứ thế lướt qua vai. Con giáp này chẳng hề hay biết cũng khi bản mệnh thay đổi môi trường làm việc, chuyển sang một công việc mới, nhưng lại chẳng có đủ quyết tâm nên vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Mà kể cả có thể thay đổi công việc
Tử vi tháng này cũng cho thấy khả năng hòa nhập của bản mệnh ở thời điểm tháng 10 là khá thấp. Tinh thần sa sút nên con giáp này dễ cảm thấy thất vọng với bản thân mình và chán nản với người xung quanh. Con giáp này vốn quen nói thẳng, thiếu suy nghĩ trước khi nói và làm việc nên vô tình có thể đắc tội với người khác mà chẳng hay. Dù có nhiều mối quan hệ xã giao nhưng khi cần thì lại chẳng thể tìm ra được người nào đồng ý giúp đỡ mình vô điều kiện. Con đường sự nghiệp phía trước của tuổi Thân tràn đầy những khó khăn và trở ngại. Muốn đạt được đến đỉnh cao của thành công, có lẽ cần phải mất rất nhiều thời gian, mà trước hết là phải vực dậy tinh thần của mình đã. 6 là người tuổi Tuất. Xem tử vi tháng 10 dương lịch của người tuổi Tuất, vận trình công việc ảm đạm, chẳng hề thấy chút tin vui. Bản thân con giáp này không có tinh thần làm việc, dễ cảm thấy chán nản với công việc chẳng đáng, hay đổ lỗi cho mình cũng như đổ lỗi cho hoàn cảnh với những thất bại đã qua, không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Tuổi Tuất cứ tự lừa mình, dối người để an ủi bản thân. Khi không nhận được sự đồng thuận, động viên từ người khác, con giáp này lại quay về khép mình lại, không nghe bất cứ lời khuyên nào của ai, làm gì cũng tự mình tiến hành, không hề có sự phối hợp với người khác, càng không quan tâm đến tình hình hiện tại. Thất bại không phải là điều gì quá lạ lùng, mà con giáp này khả năng sẽ gặp phải sự nghiệp khó bề tiến bước. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé, hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hãy subscribe.